Chào mọi người, mình vừa mới tiến hành tạo hình thẩm mỹ mắt cho khách hàng xong ạ. Đây, bên mắt này là mình vừa mới tạo hình mắt xong và bên này thì chưa làm. Thì mọi người có thể thấy được mắt bên này rất là nhỏ, rất là nhỏ luôn ạ. Đấy. Mắt xách lên, xách nhỏ lên. Còn bên này sau khi tạo hình kích mắt to, cắt mí dưới này. Đây. Toàn bộ chỉ khâu mình giấu ở bên trong ấy, bên trong cái vết thương này. Nên là hoàn toàn không nhìn thấy những cái chỉ ở bên ngoài. Mình chỉ có một cái mấu chỉ đây và đây thôi. Còn lại các thao tác là khâu thẩm mỹ ở bên dưới nhé. Đấy. Kính mắt to là mình sẽ tiến hành là mình làm to nhất là khu vực ở giữa mắt như thế này. Để khiến cho mắt của khách là to ra. Không nhìn thấy là sự khác biệt luôn. Đấy. Bên này là vừa làm nhé. Bên này là chưa làm. Ok, bây giờ mình sẽ làm mắt còn lại để mọi người cùng theo dõi nha.